Xin chào ngày mới quý vị khán giả. Ngày hôm nay Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa nhiều, trong đó thì mưa dông xuất hiện ngay từ sáng ở miền Tây Nam Bộ, sau đó đến trưa chiều thì sẽ lan rộng ra cả miền Đông Nam Bộ. Cảnh báo sẽ có những điểm mưa to lên đến 50mm đi kèm nguy cơ về ngập úng cục bộ, cùng với đó là sấm sét và gió giật nguy hiểm. Và quý vị lưu ý khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường thì hãy tránh xa các vật dụng bằng kim loại, cũng như là không đứng gần hay là đứng dưới những thứ có thể thu lôi như là dưới gốc cây.